Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, hôm nay đến ngày mai nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 55 đến 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13 giờ đến 16 giờ. Trong ngày và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ mưa to với lượng mưa trên 80mm. Mưa dông lúc chiều và tối ở hai khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng ngày kia, có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong dông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, gió nhẹ. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều tối và đêm, gió đông nam cấp 2, cấp 3, dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào rải rác, dông cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của trì Đông Nam, vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam hiệu ứng phơn, nên từ ngày mai ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày mai đến ngày kia, ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc sâu trên nền nhiệt độ cao. Sau gần một tuần dịu mát từ đợt nắng nóng như đổ lửa trước đó, ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng nhiệt trở lại và khu vực này sắp chịu đợt nắng nóng mới. Từ đầu năm đến nay, miền Bắc và Trung Bộ đã chịu hai đợt nắng nóng cao điểm. Đợt sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 ghi nhận kỷ lục ở Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là 44,1 độ. Đợt nắng nóng gần đây kéo dài nhiều ngày, khoảng từ 16 đến 23 tháng 5 và nhiệt độ liên tiếp ở mức cao sấp xỉ 40 độ, nhiều nơi từ 41 đến 42 độ. Các chuyên gia khí tượng thẩm định từ tháng 6 đến tháng 8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Bộ với số ngày nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.
Đặc biệt, mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37 đến 38 độ, miền Trung từ 37 đến 39 độ, có nơi cao hơn từ 40 đến 42 độ. Trung tâm Cảnh báo Liên hợp của quân đội Mỹ cho biết, siêu bão Mawa, bão Bestie, theo tên gọi của Philippines, đã mạnh lên tương đương bão cấp 5, gây ra thảm họa trên diện rộng khi đang trên đường đổ bộ vào Philippines. Sau khi mạnh lên, Mawa trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới kể từ năm 2021 tới nay. Tính đến sáng nay, siêu bão Mawa đã tiến vào vùng biển thuộc địa phận Philippines. Tâm bão ước tính cách đảo Luzon, Philippines 1.000 km về hướng đông đông nam. Cơn bão đang di chuyển về phía tây với vận tốc 20 km/h. Sức gió duy trì tối đa 195 km/h, gần tâm bão, gió giật lên đến 270 km/h. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines gọi tắt là Pagasa, siêu bão Mawa vẫn đang dần mạnh lên trước khi đổ bộ vào đất liền. Một số khu vực ở Philippines đã đưa ra cảnh báo mưa dông và nguy cơ sạt lở đất. Pagasa dự báo siêu bão Mawa sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon, Philippines rồi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc vào khu vực Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão sau đó có thể ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Nhật Bản, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 180 km/h, tương đương cấp 15, giật 250 km/h trên cấp 17. Trước đó, sau khi đổ bộ vào đảo Guam, siêu bão Mawa có dấu hiệu suy yếu, tuy nhiên nó lại mạnh trở lại khi tiến vào vùng biển thuộc địa phận Philippines. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, bão Mawa di chuyển theo hướng Tây rồi Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 30 km/h, cường độ giữ nguyên cấp 15, giật cấp 17. Từ khoảng ngày hôm nay đến ngày mai, bão Mawa di chuyển chậm lại, khả năng đổi hướng đi lên phía Bắc rồi Đông Bắc, cường độ suy yếu dần xuống cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, phía đông của Philippines đang có cơn bão mạnh mang tên Mawa di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc. Ban đầu, các cơ quan khí tượng của Nhật Bản và Mỹ đều dự báo bão có khả năng thành siêu bão và vào biển đông của Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, các dự báo cho biết bão sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon của Philippines rồi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc và khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc. Với sức gió duy trì ở mức 175 km/h, gần trung tâm với gió giật 215 km/h. Đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Khả năng đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp. Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa dông kéo dài. Thời tiết Nam Biển Đông sẽ diễn biến xấu trong 7 ngày tới. Khu vực từ đảo Phú Quốc đến Khánh Hòa, Phú Yên có gió cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cần chủ động chuẩn bị các kịch bản phòng chống và ứng phó. Hãng tin CNN cho biết khi cơn bão đổ bộ vào đảo Guam đã gây thiệt hại và tình trạng ngập lụt. Theo cơ quan điện lực Guam, hàng chục nghìn người đã bị mất điện. Các kỹ sư và nhân viên điện lực đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và sửa chữa hạ tầng thiết yếu. Theo nhà nghiên cứu bão Jeff Master, đây là cơn bão thứ 5 trong năm nay đạt cường độ này. Trung bình chỉ có 5 cơn bão cấp 5 phát triển mỗi năm ở Thái Bình Dương, nghĩa là trong 5 tháng đầu năm, khu vực này đã ghi nhận số lượng cơn bão mạnh cấp 5 bằng 1 năm. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 9 đến tháng 11, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4-5 cơn ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Những điều cần lưu ý trước khi xảy ra mưa, dông, lũ lụt. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết trên các phương tiện truyền thông, chủ động sơ tán khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và có phương án để phòng lũ xảy ra vào ban đêm. Khi đang đi ngoài đường, nếu mưa dông kéo đến không kịp tìm chỗ trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng trú mưa dưới cây cột điện, vật dễ đổ, không đứng dưới đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, nên tìm chỗ trú ẩn khô ráo, không đứng tập trung đông người, không nằm dưới đất hay đặt tay lên đất. Khi ở trong nhà không nên đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, cất đồ dùng điện, tránh xa các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước.
không nên dùng điện thoại rút phích cắm các thiết bị điện trước khi có dòng với các đường dây điện thoại hay dây điện. Vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền. Vì vậy, nên tránh xa các dây này và các vật dụng điện ở khoảng cách ít nhất là 1 mét để đảm bảo an toàn trước những sự cố đáng tiếc xảy ra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!